Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các thượng đế. Trân trọng cảm ơn các thượng đế đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như chia sẻ kênh YouTube của mình cho người khác biết. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly loa đài hay sửa chữa âm ly loa đài và đặc biệt là sửa chữa cái anh Trần Văn Đài. Các thượng đế vui lòng liên hệ theo số máy 0368888479. Các thượng đế kết bạn Zalo với mình cũng theo số máy này để ta tiến hành giao dịch, hân hạnh được phục vụ. Báo cáo với lại các thượng đế, buổi sáng ngày hôm nay lại tiếp tục hành quân đi sưu tầm những chiếc radio cassette về để phục vụ các thượng đế khắp ba miền Bắc Trung Nam. Buổi trưa thì Sài Gòn mưa. Đấy. Trưa nay Sài Gòn chật mưa chứ không phải là sáng nay Sài Gòn chật mưa đã nha. Đấy. Thế nhưng mà với cái tinh thần vượt nắng thắng mưa thì vẫn sưu tầm được mười mấy chiếc, 15-16 chiếc. Đấy. Thì có thể nói là hôm nay cái chuyến đi ngày hôm nay là mã đáo thành công. Mã đáo thành công. Đấy là xin thưa với các thượng đế như vậy. Thì từ sáng hết giờ nếu mà để mà kể tin nhắn cũng như cuộc điện thoại nhỡ ở máy thường cũng như ở Zalo thì nó cũng chưa đến 1001. Thế nhưng mà cũng rất chi là nhiều. Thì đi lấy hàng thì các thượng đế biết rồi, không thể dừng lại mà nghe điện thoại được. Và đặc biệt là lại trời hôm nay lại trời mưa nữa. Đấy, thế nên là mong các thượng đế cũng hết sức thông cảm cho. Còn bây giờ, xin thưa tới các thượng đế khắp ba miền Bắc Trung Nam. Báo cáo để mọi người được vui cái bụng. Hôm nay lại tiếp tục có 1, 2, 3, 4, 5, có khoảng 60 cuốn băng cassette. Loại băng cụ tổ của các loại băng đó là băng Maxen UD2. Thế là bây giờ là có trên 100 cuốn, trên 1000 cuốn, trên 1000 cuốn, vừa băng cụ tổ, vừa Sony, rồi vừa băng xanh, băng vàng, băng đỏ, băng đen. Kính thưa các loại băng nha. Thế nhưng mình chỉ có băng còn dùng được thôi, thậm chí có những cái băng còn dùng tốt, rất chi là tốt, có những cái băng mà còn cả ni lông như thế này. Rồi có những cái cuốn băng cụ tổ của nhà sách Phú Nhuận còn cả ni lông nữa. Đấy, này, các thượng đế mà có nhu cầu về băng cassette hay là đài thì cứ liên hệ với mình. Đài thì cũng xin thưa với các thượng đế khắp ba miền Bắc Trung Nam, thì mình thì không có đài chất lượng thấp, hay nói cách khác rồi nói kiểu nông dân cho nó dễ hiểu là đài đẻo là mình không có nha. Đấy, thế còn những thượng đế trên thực tế có những thượng đế bảo bán cho tôi chiếc đài đại loại là đài đẻo đấy nha, không nói đấy, không hoạt động, về để trưng bày thôi. Thì cái đài ấy mình không có, mà có mình cũng không bán, mình chuyển trạng thái sang phan đình đáp. Đấy, mình chỉ bán những cái chiếc đài nào mà nó đủ về cái tiêu chí kỹ thuật của mình, nó đủ về theo cái tiêu chí của nông dân, đó là radio thì phải Trần Văn nét, âm thanh phải trong veo, cassette thì phải Trần Văn chuẩn, hoạt động thì không hoạt động cả ngày được, thế nhưng có thể hoạt động 24/24 được. Thì mình chỉ bán những chiếc đài như vậy thôi. Đấy, thì mong các thượng đế cũng coi như là cố gắng tạo điều kiện cho mình để mình được thực hiện cái quyền đấy của mình nha. Đấy là cái quyền. Đấy, chứ còn mình không có quyền bán đài đểu, mình chỉ có quyền bán đài tốt thôi. Đấy. Thì cái quyền của mình nó hơi bị hạn hẹp như vậy, thì mong các thượng đế khắp ba miền Bắc Trung Nam cũng thông văn cảm cho. Còn bây giờ đi vào ngay và luôn cho nó nóng hổi. Trước tiên là giới thiệu tới các thượng đế băng cassette trước đi. Đấy, băng cassette cái loại băng cụ tổ Maxen UD2 như thế này thì các thượng đế biết rồi. Còn cái băng này là băng XL thì thi thoảng nó mới có thôi. Thế nhưng mà bán phổ thông nhất là hai cái loại băng này. Đấy, hai cái loại băng này Maxen UD2 và cái loại băng đen này. Một là màu đen này, hai là màu xám xám như thế này. Thì cái băng này nội dung chương trình Lomcom mình cung cấp với một mức thóc rẻ nhất quả đất, chỉ có 60.000 đồng một cuốn băng như thế này thôi. 60.000 đồng một cuốn băng như thế này thôi, cả vỏ nhá. Thì có cái là còn vỏ có cái chữ UD, có cái là không còn vỏ chữ UD, thì cái đấy thì các thượng đế cũng thông cảm cho vì băng này không lâu ngày rồi. Thế nhưng sợi thì còn tuyệt vời lắm nhá. Các thượng đế về tự thâu, có đầu thâu thì tự thâu. Này, nó như thế này cơ mà. Đấy, thế còn mình dùng đầu Technic M3 số 2 của mình thâu thì mình lấy 100.000 đồng, tức là có 40.000 tiền công thâu thôi. Vệ sinh băng. Đấy, xong rồi lại còn thâu băng. Đấy, có 40.000 thôi, còn các thượng đế về tự thâu là 60.000 đồng. Băng này có chương trình rồi chứ không phải là băng trắng. Đấy.
đây này, băng cụ tổ đây này. Đấy, những cái ví dụ như cái băng này là gọi là băng, có người gọi là băng một nước, thế nhưng mình cũng không biết là trên cái cõi đời này thì có cái thiết bị gì để đưa cái băng này vào để kiểm tra là cái băng này là băng thâu mấy nước rồi thì mình cũng không biết được. Đây là mình không dám nói là băng này là băng một nước. Thế nhưng mà đây này, đấy, ví dụ như nội dung này này. Đấy, Hoa Nghiên này, Mật Tông này, Lý Tánh Mật Tông này, Trung Tử Tư này, Đại Bát Niên Bàn này. Mình còn có cả cái một cái hộp gọi là Cao Tăng Đắc Đạo nha. Đấy, nếu có cao nhân nào mà muốn mua cái băng Cao Tăng Đắc Đạo thì cứ liên hệ với mình. Đây này. Đấy, băng này. Đấy, ví dụ như thế này. 60.000 đồng một cuốn thôi. 60.000 đồng một cuốn, sợi cứ đen bóng. Băng này là băng cụ tổ đây, băng cụ tổ Maxen UD2 đây. Số lượng thì không có giới hạn nhá. Số lượng là không có giới hạn. Hiện nay là có khoảng 1.000 chiếc, trên 1.000 rồi chứ không phải 1.000 chiếc. Số lượng là không có giới hạn. Đấy, nó mới đẹp như thế này. Đây. Nó mới đẹp như thế này, nhựa của nó còn trong như thế này là biết chất lượng rồi. Dây thì cứ đen bóng, sợi dây đen bóng. Đấy. Thế còn mình thâu vào thì bao giờ cũng vậy, xưa nay vẫn bán 100.000 nha. Đấy. Còn băng này các thượng đế về tự thâu là 60.000 đồng. Đấy. Đây. Trong là toàn băng cũ tổ hết. Đây là băng hôm nay mới lấy về. Đấy, thế còn băng ở nhà mình thì đương nhiên là mình để ở trong nha. Đấy, chả mang ra đây mà gì. Mang ra đây lúc rồi lại đi dọn này. Đấy. Xong cái băng cũ tổ nhá. Sang đến cái băng này. Sang đến cái băng này. Đây, cái băng này còn nguyên cả vỏ ni lông luôn. Đây này. Ở đây có 10 cuốn thôi, không có nhiều. Băng này thì còn nguyên cả cái vỏ ni lông này luôn. Đây. Úi giời ơi. Đấy. Băng này còn nguyên cả vỏ ni lông như thế này. Đúng là nó thiếu mỗi cái vỏ thùng xốp, không biết cái băng này có thùng xốp không. Nhưng mà đây. Đấy. Băng này trân trọng giới thiệu tới các thượng đế khắp ba miền Bắc Trung Nam với một mức thóc. Ở đây có 10 cuốn là còn cả ni lông nhá, đây này. Đấy, với một mức thóc là 40.000 đồng. 40.000 đồng. Mới lắm. Đây này. Cái độ mới của nó thì tôi khỏi với bàn. Đấy, băng Sony HF90 này. 40.000 đồng, cũng có nội dung rồi, thế nhưng mà nội dung nó cũng lùm cùm lắm nhá. Đấy, có cái thì tiếng Tây, có cái tiếng Tè, có cái thì cái này cái nọ. Đấy, còn về mà. Băng còn mới đẹp như thế này mà thâu thì thôi rồi chứ còn gì nữa. Thế này. Băng còn mới đẹp như thế này về mà thâu thì chất lượng thì khỏi về bàn. Hoặc là mình thâu thì mình lấy là gì nhá, lấy 30.000 tiền công, tại vì đầu Technic M3 số 2 phải mua đầu hàng bãi, hàng đấu mạng. 7 8 triệu cái đầu, 9 triệu cái đầu. Thế nên là bắt buộc là phải lấy tiền. Đấy. Thế còn cái băng này nó cũ hơn một tí. Đây này. Cái băng này nó cũ hơn một tí. Những cái băng như thế này cũ hơn tí, bán 20.000 đồng nha. 20.000 đồng một cái mức thóc, không thể tin được, đúng là rẻ nhất quả đất. 20.000 đồng đã có nội dung chương trình về các thượng đế tự thâu. Đấy, đây này, toàn Sony HF90 hết. 20.000 đồng một cuốn. Đây này, sợi dây như thế này. Còn những cái quý cuốn băng nào cũng vậy, là đều có vỏ hết, thế nhưng cái có cái thì còn vỏ HF90, có cái thì không phải là vỏ của HF90. Ở đây ví dụ như hai cái thằng cu này này, hai cái thằng cu này mình vừa phải lọc ra và phải phan đình đáp ngay để. Đây này, đây cũng là băng cụ tổ này, thế nhưng mà nó cũ rồi. Thì chỉ sao? Không phải là xít quăng đi nhá, không phải là xít quăng đi mà quăng đi ngay, thế cho nó nhanh để. Quăng đi ngay lúc nó vứt ra thùng rác ngay. Đấy. Kể cả là cái băng 30.000, cái băng này là mình bán vừa rồi, mình nói 20.000 đồng cũng phải lựa chọn, chứ không phải gửi cho những cái cuộn dây, những cái cuộn băng mà dây nó nhăn nheo nhá. 20.000 đồng đúng là nó không là cái gì mà đến cái mức độ ghê gớm mà phải làm cái trò mèo nhá. Nếu mà gửi cho cái băng mà cái sợi dây nó bị nhăn nheo thì đấy là làm trò mèo đấy còn gì nữa nhá. Đấy. Còn đây, bây giờ chuyển sang trân trọng giới thiệu tới các thượng đế một cái thiết bị nghe nhạc ở trên ô tô. Gọi ngắn gọn là đầu ô tô còn nguyên cả thùng xốp. Đây là cái vỏ thùng bia cắt tông của nó đây. Đấy, thì
Mọi người thì biết rồi, những người người ta có ô tô thì người ta lên Android nọ, Android kia, tức là nôm na ngắn gọi gọn lại là cảm ứng đấy, thì nó dư ra những cái chiếc đầu như thế này. Đấy, đầu đầu đi theo xe đấy, nhưng mà không biết là xe gì, nhưng mà mình biết chắc chắn là xe ô tô, xe ô tô nhá. Chứ công nông thì không không có. Công nông thì không có. Nói đến công nông thì lại nhớ là ra đường là sợ nhất công nông, về nhà là sợ vợ, vợ không nói gì nhá. Mà cứ vác lên không nói gì là hỏng hết bánh kẹo này. Đấy. Như kiểu cái ni lông này cũng còn ni lông của cái hãng này để đúng này, để còn toàn tiếng Tây này. Đấy. Đây này. Ui trời ơi, đầu này là đầu Zivaka. Có người người ta biết tiếng Tây, người ta đọc gọi là GVC 200W này. Đầu này nặng khoảng tầm 3 cân rưỡi. Cái này phải những anh em nào mà người ta buôn đồ gọi là hơi thì người ta cầm nha. Cầm bao nhiêu cân hơi rồi khi móc hàm còn bao nhiêu thì rõ cho mình, thì mình không biết được. Nhưng mà tầm đấy là chắc chắn. Đây này. Model này, cái này Mazda Indonesia. Đấy, sản xuất ở Indonesia. Đấy. Sản xuất ở Indonesia. Đây, nguồn tổ ong đây, nguồn tổ ong để phục vụ cái đầu này. Thế cái đầu này bao giờ cũng vậy, ở trên ô tô ăn điện 12V nhá, ăn điện 12V thì đương nhiên là phải có nguồn. Thế cái đầu ô tô này nó còn kèm theo hai cái loa này cũng loa ở tháo trên ở ô tô ra luôn. Ô tô chứ không phải công nông đâu nhá. Đây. Bát này phải bát 16 hay 18 ấy. Đấy, loa này loa ở ô tô luôn này. Đây. Đấy. Cái đầu này, đây hai loa này này. Loa zin nhé, không phải loa quấn lại đâu. Loa zin, zin thật. Chứ không phải loa zin ở lời nói. Đây. Máy dây gồn này. Cái đầu này lúc mình mua thì anh cu bạn mình ở trên Sài Gòn, anh em bảo cái đầu này giờ chỉ có để nghe radio thôi. Còn đĩa này nó không đọc, đĩa vẫn ra vào bình thường. Không biết là về mình có vệ sinh cái bát laser đi nó có đọc được không thì cũng không biết nữa nhá. Đấy. Thì bây giờ nó ở cái thể như thế này, mua đầu này mình cũng bán và mua hai cái loa này mình cũng bán. Đấy nhá. Mua hai cái loa này, hai cái loa ở trên ô tô này. Ở trên ô tô thì mọi người đi ô tô thì nghe nhạc ở trên ô tô thì biết rồi. Cái độ trong trong veo và trầm ấm của nó thì thôi nhá. Đấy. Hai cái loa này mua rời về đóng vào thùng. Người nào mà gọi là có nghề mộc ấy nhá, hoặc là có hàng xóm là nghề mộc nhờ đóng cái thùng mà đưa cái lôi loa này vào thì chả nhất thì nhì của đất nhá. Đấy. Thì hai cái loa theo xe như thế này nhá. Cung cấp cũng với một cái mức thóc gọi là rẻ nhất quả đất nhá, rẻ nhất quả đất. Hai cái loa này chỉ bán 200.000 đồng, 100.000 một chiếc. Mà loa lại loa ở trên đi theo ô tô thì biết chất lượng rồi nhá, 100.000 đồng một chiếc. Đấy, hai cái loa 200.000. Thế còn cái đầu này, cái đầu này nếu mà khắc phục được đĩa CD nhá thì bán cả đầu cả đĩa, cả đầu và cả cái bộ nguồn này luôn là 400.000 đồng. Đấy, còn nếu mà không khắc phục được đĩa CD, chỉ có nghe radio, xem con này có chơi có bluetooth không, cái này chắc lại phải cho nó ăn điện thì mới biết được. Nhưng con này không có chỗ để nghe thẻ nhớ. À đây, không phải, cái này là chỗ ra đĩa. Đây, nó còn mở ra thế này đấy. Đấy, thì cái đấy là phải đợi mình cho nó ăn điện lên thì mới biết được. Đấy, nếu mà không khắc phục được đĩa mà chỉ có nghe radio thôi nhá, chỉ có nghe radio thôi thì bán cái đầu này với lại cái nguồn này luôn nhá, 250.000 thế cho nó nhanh, cứ lằng nhằng. Còn bây giờ xin thưa với lại các thượng đế, vừa rồi mình có sửa tất cả là đi bốn cái đài của hai thượng đế gửi đài rất chi là mới. Thì qua thượng đế hỏi đến cho mình lại không có những cái chiếc đài mới như thế à, mà nó lại không phải Trần Văn Tỷ. Thì đây là đài Victor. Đấy, thương hiệu Victor thì ai cũng biết rồi. Đây con tuất đây này. Đấy, đài Victor. Đài này đài nội địa của Nhật Bản, chạy điện 100V.
Thế nhưng mình mua đài thì mình lại kén chọn ở cái chỗ là cái radio này. À, FM nó phải lên đến 108. FM nó phải lên đến 108. Vì về đỡ phải làm nhá. Thế còn FM mà nó 90 thì về làm thì nó cũng được thôi. Thế nhưng mà như thế này về nó đỡ phải làm. Thì cái con này thì cũng xin thưa với lại các thượng đế khắp ba miền Bắc Trung Nam. Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu, nên mới có một gã khờ ngượng nghịu đứng làm thơ. Mình đúng thật ếch ngồi đây giếng, mình không hiểu làm sao mà cái đài này âm thanh của nó nghe cái radio của nó trong, phải nói còn hơn hơn cả nước mưa. Không hiểu làm sao nó trong thế chứ lị. Thế còn bằng cassette thì thôi, bằng cassette về coi như thế là để mình coi như thế là cho nó tí nút lá chuối vào nữa thì chỉ có coi như thế là say văn đắm thôi nhá. Người nghe chỉ có coi như thế là tôi trốn bồng lai tiên cảnh như thế cho nó nhanh. Quai sách này, quai sách như gương, gương là gương, thế nhưng mà đây lại quai sách như gương. Anten này, đây anten kia đấy, đẹp lắm. Ui nặng lắm, thôi thôi thôi, ui rồi đã hết cả vai, nặng lắm. Tuy là cái đài này nó nét như vậy, nó nặng như vậy, thế nhưng mà thóc thì cũng lại rất chi là yêu văn mến, thóc cũng rất chi là yêu văn mến nha. Đấy. À, chiếc đài này trân trọng gửi tới các thượng đế khắp ba miền Bắc Trung Nam với một mức thóc. Sau khi cho ăn điện ấy, cái đài này sau khi cho ăn điện 100V, radio AM Trần Văn Nét, FM Trần Thị Nét, âm thanh trong veo, trong hơn nước mưa. Dò sóng thì dễ dò, băng cassette thì Trần Văn Chuẩn, nôm na ngắn gọn lại là mỹ mãn, mỹ mãn. Nôm na ngắn gọn lại là đủ tiêu chuẩn để dâng lên hoàng thượng. Một mức thóc 1.780.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Mới lắm, riêng độ mới của nó đây là chưa lau chùi gì, chứ lau chùi nữa thì thôi rồi nhá. 1.780.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Còn đây là cái loa đài, đây là cái loa đài, đài này như đài di và cờ 37 37 30 đấy nhá. Lẻ mỗi chiếc như vậy, loa màu đỏ, loa màu đỏ, loa màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ hay màu đen, thế nhưng buổi chiều hôm nay trân trọng gửi tới 100.000 đồng nha, cả vỏ đây luôn, cả vỏ luôn, loa còn zin. Còn đây là cái cục máy Sony 710, cục máy Sony 710. À, đây cái cục máy Sony 710 này, tình trạng hoạt động là radio Trần Văn Nét, hai cửa băng Trần Văn Chuẩn. Đấy. À, còn chân ốc các thứ thì cũng không biết là bên trong nó thế nào, phên vỉ nó bên trong nào. Thế nhưng mà nếu như mà nó còn zin đẹp thì bán nó khoảng tầm 1.1 triệu nha. Đây là cái đầu đĩa DVD thì thôi, cái đầu này sư huynh của mình ở trên Sài Gòn này cho mình, đầu Sony nhá, sư huynh cho thì thôi, không bán để làm kỷ niệm. Hôm nay lại tiếp tục cập Văn Bến, chiếc đầu của hãng Technic có model là RS T55. Đây. Đầu hai cửa băng T55R này, hai cửa băng. Đấy. Đang hoạt động tốt tất cả các chức năng, từ tua đi tua lại các kiểu con đà điểu cho tới thâu băng. Chạy điện 100V. Chạy điện 100V. Nhá. Đấy, chạy điện 100V. Thì chiếc đầu này cũng trân trọng giới thiệu tới các thượng đế là nó khác cái đầu hôm nọ mình bán 1.250.000 đồng, 50.000 đồng về Đồng Nai ấy, là cái hai cửa, cửa nào cũng vớt được hết. Cửa nào cũng vớt được hết nhá. Đấy. Thế còn về vấn đề thâu băng thì đương nhiên rồi, cái hãng Technic thì tôi khỏi phải bàn. Đấy, để mình sẽ test kiểm tra hoạt động của nó, nếu như mà nó phát thì tốt rồi, còn nếu như nó mà thâu băng mà lại Trần Văn Nét nữa thì thóc thì sẽ Trần Văn Thấp. Đấy, đây. Trước đầu này nếu mà thâu băng nó mà nét thì trân trọng gửi tới mọi người với một mức thước, mức thóc cứ quen cái thước đổi thước kìa, cứ quen Ecuador đấy, với một mức thóc là 1.550.000 đồng. Nó đắt hơn cái đầu kia vì cái đầu này nó hai cửa nó đều vớt hết. Đây là chiếc đài Sony có model CFS 1030. Chiếc đài này chỉ có để nghe radio thôi.
Đấy, băng cassette thì thôi khỏi phải sửa, đài mình bán rất chia nhiều rồi. Nhưng mình chỉ thích mỗi cái là thóc nó mềm là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai ấy, là radio của nó nét lắm, âm thanh của nó cũng trầm ấm, loa zin thật chứ không phải zin ở lời nói nha. Chiếc đài này mình cung cấp với một mức thóc rẻ nhất của đất, đó là 360.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. 360.000 đồng chỉ có để nghe radio thôi, chỉ có để nghe radio thôi, loa zin thật chứ không phải zin ở lời nói đâu. Còn đây là chiếc đài Sony có model CFS 1000SC, 1000SC. Đấy, đài Sony 1000SC. Đài Sony 1000SC này thì tình trạng radio đang AM thì đang tốt, FM thì đang trần vân sôi, băng cassette thì đang trần vân chạy, thế nhưng mà chưa trần vân chuẩn. Nếu mà cứ để như thế này, nếu mà cứ để như thế này để cung cấp cho các thượng đế thì trân trọng giới thiệu tới các thượng đế với một mức thóc rẻ nhất quả đất, không ai dám bán cái đài Sony có model 1000S như mình nha. Băng cassette đang chạy nhưng không chuẩn, tiếng không chuẩn. Đấy, mà để nó chuẩn thì cũng chẳng có gì là ghê gớm cả nha. Đấy, radio băng sóng AM tốt, băng sóng FM thì đang trần vân sôi. Đấy, cứ để như thế này bán 500.000 đồng. 500.000 đồng. Cứ để này bán 500.000 đồng. Loa zin. Có loa bên đây thì cái mạ còn sáng. Có loa bên đây thì cái mạ không được sáng lắm. Đấy. Còn đây. Đây thì đài này thôi. Đài này vị đài này trần vân tịt thì còn giới thiệu cái gì nữa. Đài này có khi phá ra để bán hai cái loa thôi, hoặc là để lấy linh kiện nha. Nó đang trần vân tịt. Thế nhưng mà không sao cả, nếu có thượng đế nào trần vân chốt, yêu cầu đồng chí Khang kê đơn bốc thuốc để làm cho nó hoạt động trở lại thì đương nhiên là nó phải hoạt động trở lại nha. Tuy y thuật còn non và xanh, thế nhưng mà các thượng đế mà đã trần vân chốt thì cái điều kiện bắt buộc là nó phải trần vân chạy. Vì nếu nó không chạy thì lão nông tri điền này không có nút lá chuối để nhâm nhi. Thế mà muốn có nút lá chuối để nhâm nhi thì bắt buộc phải cho nó chạy, và nó cũng sẽ ngoan ngoãn thôi nha. Thì chính vì nó hiểu mình, quan trọng nhất là nó phải hiểu mình trong cái cuộc đời này. Đấy, nó biết là mình y thuật còn non và xanh, thế nên là nó ngoan ngoãn. Đấy, chứ còn với những người khác y thuật cao khi nó còn ương bướng còn chán. Thế nhưng mà mình, nó hiểu mình, cái đài nó hiểu mình, quan trọng nhất là nó hiểu mình nha. Đấy, chứ còn trong cuộc đời này mà không hiểu nhau thì nhiều khi nó còn dẫn đến cái này cái nọ, thậm chí còn có thể gọi là huynh đệ tương tàn này, chứ đừng có đùa nha. Hoặc là hiểu nhưng mà hiểu nhầm ấy, hiểu lầm ấy. Đây lại một chiếc đài nữa, đài nội địa của Nhật Bản, đài màu đỏ, hai cửa băng, đài sáp. Đấy, thì mình sửa cái đài Toshiba có model RT-SH7 cho người thượng đế ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Mình thấy cái đài nội địa thì nó chỉ được cái ưu điểm là cái âm thanh của nó, radio của nó đúng là nó trong trong vắt, nó trong vắt nha. Trung âm của nó đúng là trung âm lồng lộng, đúng là tiếng cao vắt vẻo, lưng chừng núi mà hồn hển như lời của gió mây nha. Nghe ra ý vị và thơ ngây. Đây. Đấy. Thì cái đài này nó chưa hoạt động hết, nó chưa hoạt động hết nên là không báo thóc được. Đấy. Còn đây. Đây là cái đài này, thì cái đài Sony có model này CFS201SC. Đấy, nếu mà để nghe radio thì nghe, mà nếu mà thích làm cassette thì làm cassette. Nếu là làm cassette thì 450.000 đồng, còn nếu không làm cassette cứ để nghe radio thì 300.000 đồng nha. Đấy. Đây là một mỹ đài. Đây là một mỹ đài Sony có model CFS1035. 1035. Nghe xuống đời lắm nha. Radio cassette đã là mỹ đài thì đương nhiên hoạt động tốt tất cả các chức năng. Thóc thì tình thương mến thương. Mỹ đài này mình cung cấp với một mức thóc rẻ nhất quả đất, đó là 1.080.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Nghe xuống đòi lắm nha. Suýt nữa thì quên. Đấy, suýt nữa thì quên cái này. Đấy. Đây là chiếc đài sáp GFA10. GFA10. Nghe chưa? Vừa về nên nó chưa kịp tháo ni lông ra, tại vì trời mưa phải bọc ni lông vào. Đấy, sáp GFA10. Đài này ăn điện 220, đài này hàng xuất. Đấy. Tình trạng hoạt động của nó thì radio thì trần vân nét, cassette thì trần vân chuẩn, loa thì zin nha. Tại vì đài này mình rất chi là nhiều. Nếu như mà may mắn mà mua phải cái loa cuốn lại thì mình sẽ phan đình đáp để mình đưa cái loa zin vào và sẽ ký tên Khang 1861 vào đấy. Đây là các thượng đế khỏi phải băn khoăn về vấn đề chất lượng. Và chất lượng của nó thì chỉ có hai quality thôi nha.
Thì khi nó hoạt động tốt như vậy và nó bóng mượt như thế này nhá, mình cung cấp với một mức thóc 950.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. Tất cả những mức thóc mình đưa ra là không bao gồm phí ship vận chuyển. Còn đây là chiếc đài Silver, Silver thì sư huynh của mình này có hai chiếc, nhưng mà cái chiếc này nó lại bị thiếu mất một loa. Đấy, chiếc này nó có một loa này. Đấy, nó thiếu mất cái loa bên phải kia. Đấy, thế là mình bảo thôi, thế sư huynh nhượng cho đệ cái này về, gọi đệ lấy đồ nhá, thì bị thiếu một loa thì còn nghe cái gì nữa. Có thượng đế nào mà ví dụ có cái loa này thì bán cho mình, hoặc là có cái thượng đế nào mà có một cái loa này, có một loa mà lại thiếu cái cục máy, vậy thiếu cái loa bên phải, à loa bên trái, thì liên hệ với mình để mình cung cấp cho một mức thóc tình thương bên thương nhá. Đấy, bao nhiêu người đẹp ta đâu biết, mà người đẹp bao người đâu biết ta. Chắc chắn là sẽ có thượng đế mà có một cái chiếc loa bên phải, thế nhưng mà lại không có chiếc loa bên trái, và cũng không có cái cục máy này. Chắc chắn trên cái quả đất này sẽ có người có cái đồ như vậy nhá, nhưng mà người ta chưa biết mình thôi. Đấy, thì tình trạng hoạt động của cái cục máy Silver này thì radio băng sóng AM tốt, còn FM thì đang trần văn sôi. Thế nhưng điều kiện bắt buộc là nó phải trần văn chuẩn. Phần băng cassette của nó đang trần văn tịt nhá. Đấy, cassette thì cái này hôm nay mình va chạm vào thì mình không biết là có làm được hay không, thì mình cũng không biết nữa. Đấy, nhưng mà tối nay chắc mình cho nó vài chén này, gọi là nó quen hơi đi, thì có khi là nó cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi nhá. Equalizer đang hoạt động bình thường. Đấy, cái đài nó lại có hay cái là lại có cái đường lay in để cắm điện thoại laptop các kiểu con đà điểu vào để nghe nhạc. Đấy, hôm nay ở trên chỗ sư huynh của mình ở Sài Gòn ấy đấu thử cái đôi loa Nga 15AC vào, nó kéo tốt, nghe sướng lắm nhá. Đấy, thế còn tại vì cái đài của nó to như thế này, to mà nặng lắm nhá. Nếu mà cả cái loa nữa là lại vừa to vừa dài và vừa nặng nhá. Đấy, thì hay là báo thóc nhỉ, hay là thôi thế thì cứ báo thóc luôn đấy cho nó nhanh. Nguyên cái cục máy này nhá, nguyên cái cục máy này khi mình làm ấy, phần băng cassette của nó mà chạy tốt, FM trần văn chuẩn thì giá nó khác. Còn nếu bây giờ mình nói ở cái thể giá là làm FM thì cho nó dễ nhá. AM tốt, FM trần văn nét, equalizer hoạt động bình thường, còn cassette đang trần văn tịt đi, thế cho nó dễ. Thì cái cục máy này, cái cục máy này mình bán 800.000 đồng nhá, 800.000 đồng. Thế còn nếu như băng cassette mà nó chạy thì đương nhiên là thóc phải lên. Đấy, nó là miều chắc văn chắn, thì mình cứ tính đơn giản nha. Tí xỉu dần mùi à, dây Cura chứ lại cứ tí xỉu dần mùi. Thế dây Cura là đã 20.000 đồng chiếc rồi, bánh tị 20.000 đồng chiếc rồi. Nếu nó mà dùng dây qua Cura dẹt thì nó còn 30.000 đến 35.000 một chiếc cơ. Đấy, thế là đương nhiên là làm phần băng cassette là nó phải tốn thêm nhá. Đây là một chiếc đài Aiva to vật vã. Đây. Đấy, đúng là Aiva, cái hãng Aiva. Nó có vần A mà, to vật vã. Mà đúng thật, con đài này to vật vã thật. Đài này ăn điện 220V, radio dò sóng điện tử và đang hoạt động rất chi là tốt, đang trần văn nét. AM thì không biết nhưng mà FM trần văn nét. Hai cửa băng cassette chưa chạy nhưng chắc chắn nó sẽ làm cho nó chạy, vì cái đài này âm thanh của nó nghe sướng lắm. Đài này giả dàn mà. Đây này, âm thanh này, loa nó to như thế này nghe sướng lắm. Thì cái đài này khi mình làm hai cửa băng lên nhá, thế còn băng đĩa CD thì trần văn tịt, thế cho nó nhanh. Chỉ có nghe radio và nghe hai cửa băng. Cái này nó còn có cả đường lay in nữa thì phải nhá. Giá không đổi, trước mình nó bán vài chiếc như thế này rồi, giá không đổi 1.280.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. Đã giới thiệu tới các thượng đế khắp ba miền Bắc Trung Nam mười mấy chiếc đài cũng vậy, lại băng cassette rồi. Đấy, các thượng đế nào vừa ưng bụng cái sản phẩm nào thì dừng hình chụp hình gửi vào Zalo cho mình để cho nó rõ văn nét. Tại vì đài bây giờ thì trên 300 chiếc ở trong nhà nhá, trên 300 chiếc, băng thì trên 1.000 cuốn. Thì bây giờ cứ bỏ bán cho tôi cái đài ấy, cái đài ấy thì cũng chẳng biết lối nào mà lần cả nhá. Đấy, thì mong các thượng đế cũng thông cảm cho cái chỗ đấy, cứ phải dừng hình cái sản phẩm đấy xong là gửi vào Zalo, thế nó rõ nét và chi tiết. Xin phép dừng clip ở đây, trân trọng cảm ơn các thượng đế, chào thân ái, merci beaucoup.